Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sau một thập niên thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nền nông nghiệp đã tăng cả về quy mô và trình độ sản xuất. Ngân hàng Thế giới xếp hạng tín dụng của Việt Nam đứng thứ 29 trên 190, tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN, nằm trong nhóm 30 nước có chỉ số cao nhất. Diễn đàn Tri thức trẻ toàn cầu nhằm kêu gọi những đóng góp từ nguồn lực trí thức quan trọng của kiều bào khắp nơi trên thế giới trong việc xây dựng đất nước. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 11 với sự đồng tổ chức của Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương Đảng. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, thì trong một thập niên qua, nền nông nghiệp đã tăng cả về quy mô và trình độ sản xuất. Đến năm ngoái, một hecta đất trồng trọt đã đạt trị giá trên 90 triệu đồng. Xuất khẩu nông lâm thủy sản năm ngoái đạt 36,5 tỷ đô la Mỹ. Sau 7 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến giữa năm nay, cả nước đã có trên 3.000 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đi cùng với đó là thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng gần 3,5 lần. Từ hơn 9 triệu đồng năm 2008 lên 32 triệu đồng, khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp từ 2,1 lần xuống còn 1,8 lần. Còn tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,5% mỗi năm. Trong khi đó, hệ thống sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới. Thông qua số lượng trang trại tăng mạnh, đi cùng với nhiều hợp tác kiểu mới được thành lập và khoảng 8% doanh nghiệp trong nước đã đầu tư vào nông nghiệp. Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đề nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn có tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu được đặt ra đến năm 2030, thu nhập bình quân dân cư nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020, 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn vào thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nông nghiệp sẽ đóng góp khoảng 5% tổng sản phẩm trong nước, còn lao động nông nghiệp chiếm dưới 10% lao động xã hội. Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nội dung nghị quyết không quá dài, nhưng phải làm rõ các nhiệm vụ, có các đề án cụ thể kèm theo với tinh thần thực hiện nghiêm nghị quyết của Trung ương, Quốc hội nhằm đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng và các mặt đời sống xã hội. Các chỉ tiêu chính phủ giao trong nghị quyết phải mang tính phấn đấu cao hơn với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, quyết liệt, hành động và hành động hơn nữa để phục vụ nhân dân. Thủ tướng yêu cầu sau khi hoàn thiện dự thảo nghị quyết cần được tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành và nhân dân. Bởi theo Thủ tướng, làm điều hành, quản lý nhà nước phải lắng nghe nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời xử lý, giải quyết tốt hơn, không chỉ những chỉ tiêu pháp lệnh mà Đảng, Quốc hội giao, mà giải quyết cả các bức xúc, điểm nghẽn trong xã hội. Như vậy, nghị quyết có sức sống, bám sát thực tiễn. Về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ phải phối hợp tốt các chính sách để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời coi tăng trưởng kinh tế là trọng tâm. Về chính sách tài khoá và đầu tư công, phải tiếp tục tái cơ cấu ngân sách để bảo đảm đầu tư, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên một cách thực sự. Bộ Tài chính cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng lãng phí, phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, đi cùng với xử lý dứt điểm các tồn tại bất cập về BOT, PT theo nghị quyết của Quốc hội. Theo Thủ tướng, có vấn đề xã hội rất quan tâm là đề án cải cách thuế để trình Quốc hội xem xét. Bộ Tài chính cần đặc biệt quan tâm vấn đề này để người dân hiểu, ủng hộ, tránh hiểu sai, hiểu nhầm. Về chính sách lĩnh vực công nghệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dự thảo nghị quyết cần thúc đẩy chính phủ điện tử, đẩy mạnh thanh toán điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển doanh nghiệp công nghệ, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ liên quan phải triển khai việc đưa công nghệ vào Việt Nam cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sáng ngày 27 tháng 11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Prachokhon.
ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Campuchia tăng trưởng ấn tượng, khoảng 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Hai bên nhất trí đẩy mạnh các biện pháp thuận lợi hóa thương mại, trong đó có thương mại biên giới, thúc đẩy kết nối giao thông và triển khai mô hình một cửa, một lần dừng tại các cặp cửa khẩu, nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Prasokhon khẳng định chính phủ Campuchia sẽ nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm đầu tư kinh doanh tại nước này. Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tăng cường phối hợp trong phân giới cắm mốc biên giới trên bộ, giải quyết giấy tờ pháp lý cho người dân gốc Việt ở Campuchia cũng như việc di rời nhà nổi của các hộ dân ở khu vực biển Hồ. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề liên quan đến hợp tác trong ASEAN, ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ. Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã đề nghị sửa đổi Nghị định 20 về giao dịch liên kết quy định mức khống chế lãi tiền vay trong khấu trừ thuế cho doanh nghiệp. Đây là một trong nhiều ý kiến được đưa ra tại cuộc đối thoại về chính sách thuế và hải quan được tổ chức trong sáng ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội. Theo Nghị định số 20, phần chi phí lãi vay của doanh nghiệp vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần cộng lại sẽ bị coi là chi phí không hợp lý và không được khấu trừ thuế. Nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định này khiến cho họ phải nộp thêm hàng trăm tỷ đồng và còn tạo ra nhiều khó khăn bất cập khác. Theo Bộ Tài chính, Nghị định 20 được thực hiện trên cơ sở khuyến nghị của các nước OECD và G20 về tập trung chống chuyển giá và xói mòn nguồn thu. Hiện nay, chưa có doanh nghiệp FDI nào kiến nghị về sửa đổi chính sách này. Theo báo cáo mới nhất về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, thì chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể và nằm trong nhóm 30 nước có chỉ số cao nhất. Đặc biệt trong năm 2018, thì Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng Việt Nam tăng 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN ở mức 29/190. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thì chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã đạt 75 điểm trên thang điểm 100, tăng 5 điểm so với năm 2017 và là chỉ số cao thứ 2 trong 10 chỉ số chính của Việt Nam. Báo cáo cũng đưa ra nhận xét là Việt Nam đã tạo dựng được một hành lang pháp lý để quan hệ tín dụng thực sự bình đẳng giữa doanh nghiệp và ngân hàng, giữa người cần cho vay và người vay vốn. Tuy nhiên thì hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hai lĩnh vực khởi nghiệp và nông nghiệp gặp không ít những khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, mà nguyên nhân chủ yếu là do những vấn đề nội tại của chính doanh nghiệp. Sáng ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch đã phối hợp với Bộ Xây dựng và Trường Đại học Xây dựng tổ chức hội thảo chuyên đề về quy hoạch và phát triển đô thị bền vững. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện tuần lễ Đan Mạch 2018, đô thị bền vững và đáng sống của Đan Mạch tại Việt Nam. Nội dung hội thảo xoay quanh những chia sẻ của các chuyên gia Đan Mạch về kinh nghiệm, thành tựu cũng như bài học trong quá trình biến thủ đô Copenhagen trở thành một trong những thành phố xanh được thế giới đánh giá cao nhất hiện nay. Kinh nghiệm của quốc gia này sẽ là những bài học đáng quý cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Với Việt Nam thì tăng trưởng kinh tế không phải là một vấn đề, mà vấn đề là làm cho sự tăng trưởng đó được bền vững. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn, có thể kể đến như xử lý nước đô thị, kỹ thuật hạ tầng, xử lý chất thải hay cải thiện chất lượng không khí. Trong khuôn khổ hợp tác toàn diện được hai chính phủ ký kết năm 2013, mối quan hệ hai nước tập trung chủ yếu vào đối thoại chính trị, trao đổi văn hóa, các hoạt động thương mại, y tế. Cùng với kinh nghiệm về tăng trưởng xanh, Đan Mạch sẽ trở thành một trong những đối tác của Việt Nam trong phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của bản tin, Ninh Thuận thiệt hại nặng do mưa lũ dù đã được cảnh báo từ sớm, cho thấy nhiều người dân vẫn chủ quan hoặc lúng túng trong việc sơ tán người và tài sản. Tiếp tục tăng cường đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật tại Việt Nam do nhu cầu người học tiếng Nhật vẫn đang gia tăng một cách nhanh chóng. Quý vị, Ninh Thuận là một trong những tỉnh thành ít chịu ảnh hưởng của các cơn bão lũ. Chính vì vậy mà kinh nghiệm ứng phó với những đợt thiên tai như thế này của người dân cũng hạn chế. Chẳng hạn như trong cơn bão số 9 vừa qua, tại các vùng hạ du các con sông của tỉnh Ninh Thuận, mặc dù đã được cảnh báo từ sớm về tình trạng ngập lụt, nhưng thực tế thì nhiều người dân vẫn tỏ ra chủ quan hoặc lúng túng trong việc sơ tán người và tài sản. Mặc dù chính quyền huyện Ninh Phước đã thông báo người dân phải sơ tán từ trưa 25 tháng 11, nhưng đến tận 19 giờ hôm đó,
Ông Giỏi mới chịu rời trang trại ven sông để trở về khi thấy nước lũ dâng lên quá cao, có nơi ngập đến nửa ngôi nhà. Ông chỉ dời được một ít gia súc, gia cầm. Ông Giỏi cho biết, ông không nghĩ nước lũ lại về lớn và nhanh như thế, nên cũng có tâm lý chủ quan. Cái bão số 8 này nó nhỏ lắm, mà giờ không ngờ cây chín này nó bự quá. Theo người dân, đã lâu lắm rồi, khu vực Hà Du, tỉnh Ninh Thuận mới bị ngập sâu do mưa lũ đến vậy. Có nơi ngập đến mái nhà. Tỉnh Ninh Thuận đã sơ tán khẩn cấp hơn 13.700 người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thực tế nhiều người dân không muốn sơ tán hoặc sau khi đã đến nơi an toàn lại đòi hoặc lén lút trở về nhà trong đêm khi nước lũ đang lên. Người dân thì người ta cũng nhận thức và người hiểu biết là tốt và người ta chấp hành cái việc mà di dời, nhưng mà cũng có một số vì cái việc mà ham cái việc tiếc của cho nên là cũng là ở lại. Một số các hộ dân là vẫn ở lại, nhưng mà chúng tôi cũng đã cái vận động và cuối cùng ấy thì nhân dân cũng đã đồng thuận và đã lên vào cái vị trí trú tránh an toàn. Gia súc và tài sản của bà con thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho các cái lực lượng xung kích và vận động những người thân có cái điều kiện để dù tập trung tiếp cận các cái tài sản đó và tổ chức đưa vào bảo đảm cái giữ gìn cái tài sản cho bà con một cách an toàn nhất. Đã có hơn 5.100 con gia súc gia cầm của tỉnh Ninh Thuận đã bị chết, mà nguyên nhân một phần là do sự chủ quan từ phía người dân. Do đó, để hạn chế thiệt hại thấp nhất sau mưa lũ, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa người dân và chính quyền trên tinh thần chủ động ứng phó mỗi khi mưa bão xảy ra. Có ít nhất khoảng 3.000 học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thể quay lại lớp học trong ngày 27 tháng 11 do hậu quả của mưa bão gây ra. Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh thông báo học sinh toàn trường sẽ nghỉ học đến hết ngày 27 tháng 11 và bắt đầu đi học trở lại vào ngày 28 tháng 11. Lý do là do nhà trường phải khắc phục sự cố cây xanh và cột điện bị đổ trong sân trường sau mưa bão. Hơn 400 học sinh mẫu giáo trường mầm non Tuổi Thơ quận 8 cũng phải nghỉ học hết ngày 27 tháng 11 do trường bị ngập quá sâu, nước rút không kịp dù là đã dùng máy bơm để hút nước. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo nhanh tình hình thiệt hại cơ sở vật chất và biện pháp để giải quyết. Tại Khánh Hòa, những đợt mưa lũ vừa qua đã làm lộ rõ một hiểm họa trực chờ lâu nay ngay tại đô thị Nha Trang, đó là sạt lở ở những khu dân cư lưng chừng núi. Vào lúc này thì tình hình nguy cấp đã qua, nhiều gia đình quay về nhà thì cũng là lúc mà một câu hỏi được đặt ra, sẽ giải quyết như thế nào đối với những khu dân cư ven núi, bởi đa phần các khu dân cư này đều hình thành tự phát. Người ta ở trước á, là người ta phát rẫy ra, thành ấy bán cái giấy trắng cho người ta rồi mình lên mua trên này mình ở đỡ. Ở đây gia đình nào cũng như vậy, mua lại đất rẫy rồi xây nhà lên để ở. Cứ thế, đến lúc này, khu dân cư có đến 320 hộ dân. Những ngôi nhà lưng chừng núi. Người trong vùng gọi đây là xóm núi, cái tên gắn liền với cuộc sống đầy chật vật của những con người ngày ngày phải đi làm thuê để sống. Trận mưa lũ hôm ngày 18 tháng 11, chỉ riêng xóm núi có đến 7 người thiệt mạng do sạt lở núi trong mưa lũ. Ở Nha Trang, đây không phải là nơi duy nhất hứng chịu sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua. Nằm ở nhiều xã phường khác nhau, nhưng điểm chung của các khu dân cư này là nằm trên lưng chừng núi với nhiều rối rắm phức tạp cả về nguồn gốc đất đai lẫn việc xây dựng nhà ở. Biện pháp xử lý tình thế trong những ngày bão lũ vừa qua là di dời người dân đến nơi an toàn. Nhưng sau thiên tai, một câu hỏi đặt ra, liệu có chấp nhận sự tồn tại của những khu dân cư đầy bất an này nữa hay không? Bởi các khu vực sạt lở vừa rồi thì nền địa chất yếu, đất đồi, cái việc mà xây dựng nhà lại cũng sẽ khó khăn và cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ, những hiểm họa sạt lở khi những cơn bão lớn đi qua. Kiểm tra rà soát hết toàn bộ trên địa bàn tỉnh Hòa mà bà con là dân là cắt những cái nhà mà tạm bợ mà ở cái nơi sung yếu và sau đó có cái dự án để đầu tư di dời. Chắc chắn nhiều vấn đề sẽ phát sinh khi giải quyết nơi ở cho người dân tại những khu dân cư ven núi ở Nha Trang. Nhưng đây là việc không thể không làm, bởi những gì xảy ra trong đợt mưa lũ vừa qua tại những nơi này thực sự là bài học đắt giá trong ứng phó với thiên tai.
Thưa quý vị, hiện có khoảng 400.000 trí thức kiều bào có trình độ từ đại học trở lên, tập trung chủ yếu ở các nước như là Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Nhật, Nga. Các trí thức này hầu hết làm việc ở các trung tâm nghiên cứu khoa học, các trường đại học, quản lý kinh tế của các nước, các công ty quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Đây là một nguồn lực trí thức quan trọng và nếu được huy động kết nối thì sẽ có những đóng góp đáng kể cho việc xây dựng đất nước. Đó cũng chính là lý do mà Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng vào năm nay. Hàng ngày, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Bách thường xuyên làm việc với nhóm nghiên cứu của mình. Họ là các nhà khoa học đến từ 15 quốc gia trên thế giới và gắn bó với nhau được 7 năm. Cùng trao đổi, cùng phản biện về những nội dung chuyên sâu từ trí tuệ nhân tạo, sức khỏe toàn cầu đến các chính sách y tế với nhiều bài viết được công bố trên các tạp chí có uy tín trên thế giới. Chúng tôi hướng đến việc là thúc đẩy cho những cái đội ngũ cán bộ trẻ có sức lao động rất là mạnh mẽ, tiếp cận nhanh hơn với những cái điều kiện nghiên cứu và học thuật ở những nước tiên tiến trên thế giới. Khi mà Việt Nam phát triển dần dần thì sẽ ngày càng có nhiều người Việt cũng như là người nước ngoài muốn đến Việt Nam. Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần đầu tiên được khởi xướng bởi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được ra mắt. Sáng kiến này nhằm xây dựng mạng lưới liên kết đội ngũ trí thức trẻ người Việt trong và ngoài nước trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, đồng thời đề xuất cơ chế hoạt động mạng lưới này một cách hiệu quả. Chúng ta hàng và trao đổi những thông tin đấy thì chính là cái điều kiện để gợi mở để các trí thức trẻ có thể tìm đến nhau, chia sẻ bằng cái kiến thức chuyên môn của mình. Chủ đề diễn đàn năm nay là phát huy sức mạnh sức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0 với sự tham gia của 200 trí thức trẻ Việt Nam đến từ 21 quốc gia thuộc 52 chuyên ngành. Diễn đàn sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Đà Nẵng vào ngày mai. Theo số liệu điều tra năm 2015 thì Việt Nam có hơn 200 cơ sở trường học đào tạo tiếng Nhật với khoảng 1.800 giáo viên giảng dạy bộ môn này. Và hiện tại thì số lượng giáo viên như vậy chưa thể đáp ứng được nhu cầu khi mà số lượng người học tiếng Nhật đã vượt quá 65.000 người và vẫn đang tiếp tục gia tăng một cách nhanh chóng. Năm 2017 thì chính phủ Nhật Bản đã có sáng kiến triển khai chương trình tăng cường đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, Myanmar và Ấn Độ. Tại Việt Nam, thì Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản đã phối hợp với các bên liên quan bắt đầu triển khai chương trình này từ tháng 10 vừa qua. Hàng nghìn thực tập sinh kỹ năng, du học sinh người Việt Nam sang Nhật học tập và làm việc mỗi năm. Hàng trăm học sinh của 75 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đang theo học tiếng Nhật hàng năm. Từ tháng 9 năm 2016, tiếng Nhật được dạy thí điểm tại nhiều trường tiểu học và dự định trong năm 2019 sẽ được đưa vào giảng dạy như một ngoại ngữ thứ nhất. Thêm vào đó, số lượng người học tiếng Nhật để làm việc trong các công ty của Nhật Bản cũng không hề nhỏ. Có thể thấy trong những năm gần đây, số người Việt Nam học tiếng Nhật đã tăng lên đáng kể. Mục đích học và trình độ của người học cũng ngày càng đa dạng, khiến việc cải thiện chất lượng của giáo viên tiếng Nhật đang thực sự trở nên cấp bách. Có thể khẳng định Việt Nam đang thiếu trầm trọng giáo viên dạy tiếng Nhật. Số lượng người muốn học tiếng Nhật tăng mạnh, trong khi đó số lượng giáo viên thì không tăng. Còn về chất lượng, có thể thấy người muốn học tiếng Nhật với nhiều mục đích khác nhau. Giáo viên có chất lượng giảng dạy đáp ứng được yêu cầu đa dạng đó chưa nhiều. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Nhật được tiến hành tại Việt Nam hiện nay đang thu hút sự tham gia của nhiều giáo viên, từ những giáo viên trẻ đến những người đã gắn bó nhiều năm với việc giảng dạy tiếng Nhật. Khóa đào tạo không chỉ cung cấp những phương pháp cơ bản trong giảng dạy tiếng Nhật mà còn giúp học viên có được cách tiếp cận, ứng dụng công nghệ vào giờ học. Thì mình cũng rất là kỳ vọng rằng là sau cái khóa học này thì mình có thể hiểu biết nhiều hơn về cái tiêu chuẩn tiếng Nhật mới của quỹ Japan Foundation. Dựa trên cơ sở đó thì có thể thiết kế lại hoặc là điều chỉnh lại cái chương trình đào tạo tiếng Nhật của bên trường Đại học Khoa học Nhân văn. Với tư cách là một người vừa giảng dạy vừa quản lý ở tại công ty thì tôi đến đây để học, để muốn học được cái kỹ năng, các cái phương pháp dạy chuẩn của Nhật để có thể về hướng dẫn lại cho các cái cô giáo cũng như là đào tạo các bạn học viên đang học tại công ty chúng tôi. Theo Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, chương trình tăng cường đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật đang tổ chức hai dạng đào tạo, đó là khóa đào tạo mới giáo viên tiếng Nhật và khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Nhật cho đối tượng hiện đang là giáo viên. Các khóa học này đang được tiến hành tại Hà Nội và các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp
tục bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, 10 đội thi xuất sắc nhất lọt vào chương trình gọi vốn quốc gia Startup Funding Camp 2018 đã tranh tài thuyết trình và đối thoại với các nhà đầu tư. Startup Funding Camp là chương trình phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mang tầm quốc gia do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi xướng, tập trung vào các doanh nghiệp startup triển vọng, ứng dụng công nghệ số hoặc tích hợp các công nghệ thông minh. Nhằm quảng bá những sản phẩm du lịch và kết nối các doanh nghiệp du lịch lữ hành, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch với các tỉnh vùng Tây Bắc năm 2018 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp các địa phương đã trao đổi về các sản phẩm, dịch vụ du lịch, chương trình khuyến mãi, phân tích những thuận lợi, khó khăn. Năm 2018, Hà Tĩnh đón gần 4 triệu lượt du khách tham quan với tổng doanh thu ước đạt trên 5.600 tỷ đồng. Đúng 6 giờ sáng nay, cảng hành khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đón chuyến tàu đầu tiên, tàu 5 sao thuộc hãng tàu biển Mỹ, xuất phát từ Hồng Kông, đưa hơn 2.000 hành khách. Được khởi công từ cuối năm ngoái với tổng vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông bến cảng cấp đặc biệt và là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, được thiết kế đón đồng thời hai tàu khách cỡ lớn, mang theo khoảng hơn 10.000 hành khách. Sắp tới, khi đi vào khai thác thương mại, cảng hành khách quốc tế Hạ Long sẽ là đòn bẩy thu hút dòng khách quốc tế đến với Quảng Ninh, tạo đà cho du lịch bứt phá. Thưa quý vị, vào những ngày cuối tháng 11 này sẽ có một sự kiện được thường niên được tổ chức, đó là Ngày hội Hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên ba thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Huế tổ chức. Đã có hàng triệu tấm lòng trong suốt những năm qua đồng hành với cuộc chiến chống lại căn bệnh này của các em nhỏ. Những câu chuyện và hình ảnh xúc động về nghị lực của các em truyền đi thông điệp ý nghĩa. Các em được ví như những đóa hướng dương sâu nghị lực không bao giờ khuất phục. Vì em biết nỗi đau Việt Nam. Gần 200 em nhỏ đang điều trị ung thư tại khoa bệnh máu trẻ em Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chỉ ít phút trước khi ngày hội diễn ra. Các bạn rất là háo hức ạ. Nhiệt độ thì hôm qua nhảy nhót rất là tưng bừng. Hỏi đi hỏi lại cô là mai mấy giờ để còn thức dậy, bởi vì bình thường thì các bạn không dậy sớm như này. Cảm thấy rất vui ạ. Con cảm thấy rất vui, còn con thì sao nhỉ? Con cảm thấy rất hồi hộp. Rất hồi hộp con. Con cảm thấy háo hức ạ. Con cảm thấy run. Sao lại run? Mình tập quen như thế rồi vẫn run à? Vâng. Thế à? Con. Con thuộc rồi. Hàng nghìn người đã có mặt ở đây là những người bạn giống như các em đang điều trị ung thư tại các bệnh viện, người thân theo chăm sóc các em và những tấm lòng thiện nguyện. Em ước mong em giống như bạn em đây thôi. Nên nước vui ca hát vang mùa xuân trẻ thơ. Em ước mai đây sẽ thơ đừng đau giống em. Em ước mai sau. Cảm thấy cảm xúc trong người nó cứ ra vậy, tại con mình như vậy đấy, tội lắm. Bóng bay mang điều ước của các em đã được thả lên bầu trời. Con ước là con được khỏi bệnh và những bạn bị bệnh giống như con cũng sẽ khỏi bệnh. Căn bệnh ung thư không bao giờ tồn tại nữa. Con xin hứa kiên trì điều trị và không được buồn, ăn nhiều, ăn ít vì kích bạch cầu đau lắm. Tình yêu thương sẽ giúp các em vượt qua đau đớn và chiến thắng căn bệnh. Còn với những ai mang yêu thương đến ngày hội thì có lẽ đã nhận lại được rất nhiều từ nụ cười của những chiến binh nhí. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.